Đây nha, mình sẽ viết biến này, đô la x1 sẽ bằng này. Viết đô la này. X1 ở đây. Đó. Thì bây giờ ấy, nó sẽ không hiểu cái này là một cái string, mà nó sẽ hiểu đây là một cái biến. Được chưa? Nó sẽ hiểu đây là cái biến ở trong string. Đó. Phẩy này. X2 bằng đô la x2. Đó. Chúng ta chống phẩy. Đó, được chưa? Và bây giờ chúng ta thử chạy nha. Lỗi ở dòng 12. À đây, thiếu dấu phẩy các bạn. Phương trình có nghiệm kép là -1 này, đó. Mình sẽ làm một cái trường hợp có hai nghiệm nha. Ví dụ như là 1 này, 3 này và 2 chẳng hạn, đúng không? Đây, các bạn thấy không? -1 và -2. Đó, đây mình viết code đây. Nếu mà các bạn để cái này này ở trong dấu nháy đơn này này thì nó sẽ không hiểu x1 với x2 đâu nhé, nó chỉ hiểu cái đấy là một cái string thôi. Nó sẽ được như này, thấy không? Nó sẽ như này. Nó không hiểu nó là một cái biến mà nó hiểu là string. Đấy, thì đấy là cái sự khác nhau giữa một dấu nháy và hai dấu nháy. Thôi không hiểu. Cú pháp là dòng số 10 rồi, 10 không? Dấu chấm ở đây nữa đâu, dấu chấm thì lúc em muốn nối sau thì em dùng chấm. Em không cần đóng sâu đâu, em thêm được. Là giống bằng á, sao bằng ở đấy? Bằng là về trước chứ. Sao lại bằng ở sau? Không, em bằng đấy, rồi bằng cái tính tự nhiên. Ừ, nhưng mà, ừ, anh biết rồi, nhưng mà tại sao lại để bằng ở sau? Sau là nghiệm kép x bằng kép x bằng cái gì đấy thì đây, đây em phải bằng chấm nữa chứ, đây em phải đổi chấm à, đổi sau mà anh ngủ chưa? Tiếp tục nhé. Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ về switch cây nha.
Cái bài toán của mình là gì? Bây giờ mình sẽ có một cái số, ví dụ là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ mình sẽ phải in ra là thứ, nếu mà là thứ hai thì mình sẽ in ra là Monday. Được chưa? Thì nếu mà chúng ta viết XL thì nó sẽ gì? Rất là dài, rất các XL rất là nhiều, đúng không? Thì ta dùng suy cây đây. Ví dụ này, mình sẽ có một cái đây. Bằng ví dụ 2 chẳng hạn. Mình switch này. Switch này, đây đúng không? Switch đây. Trong switch thì nó sẽ có các cây đúng không nhỉ? Cây này. Chúng ta sẽ có bao nhiêu cây ạ? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một tuần có 7 ngày mà đúng không? Bây giờ các bạn sẽ Ctrl Shift D 7 cái lên cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Rồi viết như này cho mình nhanh này. Sau các bạn gõ cho mình cái số 2. Được chưa? Gõ số 2 sau là nhấn phím Ctrl Shift Y. Số 2 này ạ. Khó. Cái này các bạn phải cài thêm một gói là Auto Increment ở trong Sublime Text. Nếu mà không có cái gói đấy thì các bạn cũng khó có tay nhé. À, cây 2, 2 chấm nha. Cây này, 2 chấm này, chứ không phải là 2 chấm đằng trước. Đó, sau cây phải có gì ạ? Break đúng không? Trước cái break chúng ta sẽ có một cái lệnh echo, đúng không? Đó, viết như thế nó mới nhanh, đúng không? Và có một cái trường hợp nó chỉ có default. Ví dụ mình sẽ để thứ hai là mâm đây đúng không? Mâm đây. Thứ ba là gì? Tuesday đây đúng không? Tuesday. Thứ tư là gì? Wednesday đây đúng không? Thursday đây. Thứ năm. Thứ sáu là gì? Friday. Friday đúng không? Thứ bảy là gì ạ? Saturday. Và chủ nhật là gì? Sunday. Đó. Và chúng ta bây giờ chạy cái switch này nha. Thì thứ hai mà, mâm đây đúng không? Monday. Mình để đây là 10 chẳng hạn thì tất nhiên nó sẽ là đây, nó valid, nó sẽ vào cây default, được chưa? Mình để là chủ nhật thì nó sẽ là Sunday, được chưa? Đó thì đấy là switch cây thôi. Nó cũng dễ mà, đúng không? Bạn nào dùng Sublime Text thì bạn có cái cài thêm gọi là Auto Increment tạo ra 80 cây được 7 cây, sorry, 7 cây Auto Increment. Auto là tự động, Increment còn là gọi Increment. Mình không nhớ tên gọi lắm. À, mình search lại nha. Increment set selection nhá. Đây này, cái gói này các bạn. Increment selection. Và cái này trên sau lái cách các bạn nhé. Còn trên video mình không biết là có cái nào không chơi không. Cả trong kia. Ctrl Shift P install. Ctrl Shift P install. Agreement selection. Làm lại một lần nhé. Cài xong cái gói nhá, increment selection nhá. Sau đó các bạn tạo cho mình các cái cây này. Được chưa? Cây 2 chấm này. Ctrl Shift D lên, duplicate lên. Được chưa? Sau đó bôi, sau đó nhấn Ctrl Shift L để nó được như này, được chưa? Sau đó các bạn gõ số 2. Tại vì mình muốn đếm từ số 2. Còn nếu mà các bạn không gõ gì, tức là nó sẽ đếm từ số 1, hiểu không? 2 này, sau đó bôi đen một cái.
Ctrl Shift Y. Đó. Bôi đen thì các bạn giữ Shift. Giữ Shift sau là dùng mũi tên đi sang ấy. Đi sang trái. Sau là nhấn Ctrl Shift Y. Đó. Cốt như thế gọi là công nghiệp đúng không? Còn bây giờ có các từng cây làm xong. Em nhấn nút em. Còn tôi sẽ đi là nó sẽ ra. Nếu mà không không bôi đen ấy, thì nó sẽ đếm từ số 1 đấy. Không được á. Tay có ấy chưa? Đấy rồi. Còn tôi sẽ đi rồi. Đi ngắn thì ngắn. Sorry. Đi ngắn nhé. Không được à? Đi ngắn là mở cái. Hay là cái cú pháp ở trên ngày của mình có khác nhỉ? Con số kia là mở một cái ở bên dưới mình search ở trên Windows là tổ phím gì đâu là Ctrl Alt Y nha, không phải Ctrl Shift Y nha, sorry các bạn. Ctrl Alt Y. Ctrl Alt Y. Đó. Rồi. Ctrl Alt Y nha. Được chưa? Không sao, bỏ lại kia thôi. Tiến lên chỉ hơi lên. Đó, bài này chạy rồi, đã chụp ra gì. Bài này là bài này. Đó, một tí nữa. Sao lại comment như này, comment PP hoặc comment được mà. Xoáy đi, xoáy đi. À, quay mới đi. Xoáy đi. Đúng chưa? Chạy đúng file chưa? Chị cái như này em ra ở trên. Đâu ở trên nó chạy được rồi nhé. Chạy đăng ký. Hỏi đấy không có. Xong chạy được. Xong chạy được. Được chưa? Ctrl Shift L. Bôi đi. Ctrl Shift L. Chọn. Bôi mà bôi. Ctrl Shift L. Rồi. Nhấn phím E. E. Rồi. Xong trái một cái. Giữ Shift. Giữ Shift. Mũi tên đi sang để bôi đen cái đoạn số 2 này không được. Rồi con Ctrl Alt Y. Trong salon tách thôi. Đấy, đấy là hướng dẫn các bạn cốt bằng cho nó nhanh thôi, còn bình thường các bạn có cây. Bôi đen không thấy con Ctrl Alt Y cài gói chưa? Cài gói selection. Cái gói chưa?
này trước em có đặt kiểm tắt gì em search xem không phải là anh chuyển là sao tức anh cứ gõ trên cái số code của mình anh thay code lên thằng mày anh kiểu mấy cái tool hỗ trợ rồi có bạn nào chưa làm về suýt cây được không nhỉ? Xong chưa? Okay. Mình vẫn có chứ. Trong chỗ ấy chắc là có chứ. Có nhưng mà em cũng chưa thử cái đấy. Bên em đang xem video thì xem nó trong video cũng có. Nói chung là nó là cách để mình gõ nhanh thôi, còn không có thì mình gõ tay được, chả sao. Rồi thì buổi nay là mình đã giới thiệu các bạn về cơ bản về PP, cách các bạn được thực thi cái file PP đúng không? Rồi các cái cấu trúc điều khiển ví dụ là XL, suýt cân. Đó thì đấy là nội dung buổi học hôm nay. Đó. Thì về nhà mình gửi đến các bạn video với cả cái slide như bài tập nhé. Các bạn về nhà làm trên cái phần đấy. Ok, lớp mình nghỉ ở đây nhé. Trong học các em được sửa lại để cho trở lại.
Điều đấy á, đi tẹ không? Em có đi tẹ layout nào không? Em đồng biến à? Đấy đúng không? Em đồng biến đó. Hít đỡ lắm, tại sao cái này lại dùng hít đỡ? Xuống đấy.
Em chỉ biết đang đau ở trong khi hiện đang ở trên cái đơn vị sáu, em không tin được đó đi. Anh thoát ra khỏi cái CV cộng cộng này, thoát ra khỏi cái stock ngoài nó sắp đây cái gì anh cũng lưu ở trong cái việc này. Vâng. Bách lại. Đây là anh ví dụ anh Vân có bị cái máy tính bản ở nhà ấy, anh lưu một cái là hồi này nhá, ví dụ thì feedback anh không tìm thấy cái C anh cứ ở đây D đấy, vâng anh vào D, anh vào D đi, anh vào D anh tạo cái file không là mới nhất. Anh chụp phải rồi đấy, à anh chụp phải feedback thì anh chụp phải thẳng một con đường này là cái bét là nó sẽ di chuyển một con đường à, thế không rồi thì anh không không cần à, thì anh bảo anh phải là anh tìm trên LL mãi không tìm cái gì chỗ nào mà đây là từ từ một góc thì anh có thể tìm lại anh chụp phải anh cứ tắt này anh tắt vâng anh tắt à chụp phải này à, có cái bét hiện này đó thì nó sẽ vào con đường anh dùng lại à, sẽ là dùng lại LL nó sẽ không có phải nào à ok. Thì nhiều khi là mình tạo cái chỗ riêng ấy, mình tập trung vào để